Ôi, chờ từ mấy bạn ơi. Ôi. Các anh ơi. Nhanh đi. Kìa. Hôm sau trông uể oải đấy. À, vừa mới được 2 vòng thôi mày. Qua mấy giờ về? Cũng chả nhớ nữa. Chắc cũng phải 2 giờ đấy. 2 giờ sáng? Ờ. Ê, em lúc gọi đi chạy bộ không bảo luôn ở nhà nghỉ cho nó khỏe. Tôi cũng muốn dậy chạy vài vòng cho đỡ oải người. Mà bây giờ cũng phải độ cái body này lên, bạn hiểu không? Chưa hiểu lắm. Sao đang bình thường muốn độ body làm gì? Thì bạn độ tôi phải độ. Cho đỡ kém miếng khó chịu thôi. Thế hôm qua sau khi mọi người rút về, hai anh chị làm gì cho hết buổi tối? Dọn dẹp, rửa bát. Hết. Thế dọn dẹp xong thì làm gì? Đi ngủ hay làm gì? Thế sau khi đi ngủ xong ấy, làm gì? Làm gì? Làm gì kể tôi biết nào. Uống nước xong trông mặt tươi hơn đấy. Thôi khỏe rồi, dậy làm 2 vòng nữa ông ơi. Ôi, giờ nghỉ đi đã. Uống nốt đi, nhanh. Chờ tí. Ôi trời ơi. Dậy rồi đây à? Sao mày ở đây? Tất nhiên là tao tới chăm sóc nàng thơ của tao rồi. Yên tâm, tao còn làm đồ ăn cho mày đấy. Mày nghiêm túc đấy à? Tao chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Tối qua tao nói hết nước hết cái với mày mà mày vẫn... Quân, xong chưa? Chị Đào, chị ngồi đi. Ý, mặt cái này xinh ấy. Chị ngồi đi. Hôm qua nhậu nhiều, mấy cả ăn lẩu, hôm nay mệt đúng không? Sáng nay chị cứ ăn cháo trứng Bắc Thảo này đi, cho nó nhẹ bụng. Không có ốm đâu mà ăn cháo. Em còn một món nữa cơ. Đây. Uầy, cứ kéo tay thế. Trước đây ở bên kia bọn em toàn làm món này ăn mà. À, còn có cả chanh mật ong nữa. Thanh lọc cơ thể, sáng mắt đẹp da. Ôi, cho Quân 10 điểm. À, cốc của mày đây. Quên mất. Uống đi. Cái gì? Uống đi. Đùa nhau à? Không uống à? Thế tao uống. Ba mà chả thèm. Thôi, ngồi xuống ăn đi. Ngồi xuống ăn đi. À. Hân. Nè. Em có phải ra spa không? Nếu mà phải ra thì bảo Quân đưa ra. Chứ trời này nắng đi xe máy là ốm đấy. Không cần đâu ạ. Thôi, chị kệ nó. Ăn đi. Bảo không ăn cháo rồi mà ăn cái này cơ. Sao mặt mày sưng lên thế? Đây, để bạn mày tiếp cho. Ăn đi. Tối qua về muộn thế chị nghĩ là em còn không đến được cơ. Đến nấu đồ ăn sáng cho chị thì tất nhiên em phải có mặt rồi. Làm gì có cái Hân ở đây mà phải diễn. Ai bảo chị là em đang diễn à? Này, biết có lửa rồi mà vẫn cố thử nhảy vào xem có bị bỏng tay không à? Thế chị là lửa hay em là lửa? Tối qua cái Hân nó cảnh báo rồi đấy, không nhớ à? Em không sợ bỏng đâu. Mà cái Hân hôm qua nói gì nhỉ? Tự nhiên em quên mất rồi. Để em lo lại đã, nó nói gì nhỉ? Thôi đi anh lên, đưa anh ra đợi đấy.